Câu ba gì? Em xuân hải ngoại. Mày xuân mà không có ngoại. Mà cái mày ngoại không à? Em xuân ra Hà Tĩnh hả? Không, con nhận nằm nghe được. Chúng cô này dưới, chúng cô trên á. Không đúng chung cô này không ngoại. Cô này cái nghe đâu phải chung cô đâu, cái sắc cô gì mà. Chung cô à? Nhưng mà nó dài lên, bị đuổi nó dài lên. Bây giờ không biết cái gì nhưng mà đúng luôn cái đúng này luôn. Chỗ này luôn này. Đúng cái chỗ chung cua của tôi. Cái mà lột cua mấy lần rồi không nhớ mà. Rồi. Mua người càng rồi. Đúng đúng cái bàn cái chân luôn mà. Đúng luôn. Mà mua xong rồi. Nó luộc luôn đi, hai mình có luộc hả? Nó luộc. Nó luộc cho mình. Rồi mở cửa đi. Xuống nước. Xuống nước. Đây, cái chân đầu năm. Cái này hả? Cái này đang đi không có cái khác nha, bán 600 thôi. Cái này bán rồi là sẽ bán 700. Giờ nói con nè, năm nào mùng 1 là sáng đây cũng ghé là Tuấn khai trương bán trong đóng cửa nghỉ luôn. Xe do nó à, năm nào cũng vậy đó, tôi ghé đây là mà không biết tải không. Là mấy năm luôn rồi là ở đây là bán xong là Tuấn khai trương đúng không? Dạ. Là bán cho tụi tôi xe đầu tụi tôi xong là thấy đóng cửa đi chơi luôn. Bây giờ nói thiệt một giá là mua luôn. Em xin lỗi anh nha, đầu năm em mua thấp. Đúng. Tại vì nói chung là cái này, bữa nay mà anh đi Vũng Tàu anh cũng mua 800-900 một tiếng là dành cho. Nhưng mà nói anh này có 600 ngàn là bán xuất hành đó, chứ còn nếu mà bán rồi là phải 700-800. Còn cái nhỏ nhỏ này? Dạ, cái nhỏ này thì 500, lấy 24 rưỡi. 24 rưỡi. Dạ. Đó là 800. Dạ. Thì 600. Còn chứ còn nó bán rồi là phải 800-900 một triệu, đó có bán hết. Mùng 1 năm rồi là mua có 350 thôi. Có đâu, có năm nào mà có 350, 400. Có 350 là 400 thôi. Từ 600-700 là có giá chốt. 350. Mua ở đây không mà, năm nào. Lấy hình năm rồi ra cho coi nè. Chụp hình đây quá trời luôn. Có đâu, nó thiệt kinh dữ luôn. Còn năm đầu tiên không có nó đắt anh đâu. Bây giờ nói thiệt giá luôn, bớt cái căn hết. Dạ, không bớt được. Xuống ra trường lấy hình luôn. Bây giờ là bán cái đoạn này là mua máy bán đất năm nào cũng vậy luôn là bán luôn đất giá luôn đi. Anh 580 rồi, tôi bớt cho anh. Được rồi, 550 nữa hết đó. Anh thương đi, tôi mua vô chưa được cái giá này nữa mà tôi phải bán cho anh. Cái hồi nãy là tôi lấy nó 700. Như con tôi đó là tôi một cái bông bông nó ngon biết rồi tôi này là con này không mua đâu, con này không mua đâu, mua này à, con này đâu có đủ, không đủ thôi chứ con này sao con cần mua hết luôn đi, bông này sao lại trả rẻ 500 rưỡi với cái bệnh á, mày mà đếm hết cái này được như con đừng có con bỏ hết vô luôn, đếm con bao nhiêu con. Dưới người được như con. Không nói thiệt với tôi là năm nào cũng ghé đây là mừng vọt đó. Là cái bàn cúng này là nhìn nhớ luôn nè, đang cắt rồi. Là bán vô đầu tôi xong rồi cái là khai trương đầu năm là chọn cúng là vô luôn á. Chụp chụp anh giờ còn luôn lại hả? À còn luôn nè, nó không phẩm xin đâu. Bao nhiêu con rồi? 7 con. 7 con chưa đủ đâu. 600 hả? Kêu chạy gì, kêu lụm má ra đi, 13 con nữa đi. Đi ơi, về đó đi. Chạy vô thôi. Lên quán chờ nha, chở đi xuống. Con
cạn cược á, mà giỡn. Má, con mua cục càng rồi, muốn kịp không ạ? Dưới đây đợi là đủ chưa? Để ra cho nó gấu. Còn thêm một phần nó như vậy đó, bây giờ. Để lên hồ nè. Con tôi quay thêm lát ra lựa con tôi bự nhất như vậy. Đây anh cua đi em. Đây anh cua đi. Có cua nhỏ con bự nhất không tới nào rồi. Hả? Cua tới ai? Cái ai mẹ bánh teo? Hả? bự đâu rồi đổ bự đâu rồi bự đâu đỏ đâu kẹt kẹt với con đỏ đỏ cũng được con tím tím mà đủ rồi thôi nè cái con này là đồ luộc đi cho tôi nha con nó để dành đựng luộc còn bậy nữa bậy quá phải khỏi luộc đi bậy ơi không chờ lên con khỏi luộc chờ cho ông bậy ông đó bảy rưỡi chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi đó. Chừng nửa ký nè. Rồi đem vô luộc. Luộc cho. Luộc cho muối tiêu nhiều nhiều. Cho cái bọc lên em. Để cái đổ kìa. Cái này làm gì đây anh? Hấp hả? Từ từ đây thêm cái hấp đây là cũng là kỹ thuật nha, các bạn là gây tê con ghẹ là luộc nó không rụng càng rụng que đó. Sao nó có cái gì nó có cái thật mình bỏ vô đá mình gây tê nó luộc là không rụng dặn cho bạn xong rồi mình luộc thì nó không có bị ấy đó. Đây là ông chủ nè, năm nay mới gặp được ông chủ nha, với bà chủ nè còn thường lính không rồi rổ nãy phải không có bà mà không có bả mà vừa có bả mà ông này năm nay mới gặp này có. Năm mới chúc ông chủ bà chủ phát tài nha. Rồi, đất. Khách vô là cứ hốc hốc về. Khách vô là cứ mua hốc rồi về. Dớt cái đây luôn. Đổ cái chảo đó. Đó bây giờ mới dớt ra rổ luộc. Con ghẹ quá bự luôn, con ghẹ xanh luôn á. Ghẹ này là ghẹ mất tiền nhất luôn nha các bạn. Con nói là con đó. Cái này ở Nam Du à, trở về chứ không giá đâu. Con này đúng. Cái đó một cái. Này nhọn nè. Chúng ta cái đầu quá nhọn là con. Con này ngon, con này ngon. Ngon. Mình lấy cái tay rồi Đức. Là phải có vậy chứ. Con này con Đức nè. Làm dấu ai? Làm dấu con Đức nha. Cái tên vô nha. Rồi, vô nồi.
con yến đen đó nha. Đây vô nồi luộc đây. Cái nồi bự dữ á. Chưa là chưa. Bỏ muối vô ha, đường hả? Đây em muối xanh, muối đi. Không có cái đó mình luộc mình bỏ gì vô hả? Đó. Bỏ muối vô. Còn ăn nồi này nhóc luôn mấy ông ơi. Cái này đã quay vô không rõ thôi. Đầu năm mà ăn cái nồi ghẹ này đáng một tiền. Đấy đó. Ngày mai mà ghẹ mà mua giá này không có đâu. Không bao giờ, 1 triệu. Tôi biết luôn á, nói thiệt xin lỗi cô là tại vì cái lợi của tụi tôi, gia đình tôi làm mùng 1 đi là mỗi năm. Nhưng mà biết á là ta khai trương. Nhưng mà tôi nói anh em á, hôm năm nó ghẻ nó nhiều đó, hôm năm nay nó thấp ghẻ lắm. Với lại có cái nào mùng 1 ta khai trương là mua bán đất. Đó, ta bán cho nó ngày thôi. Bán cứ được giá là quất. Còn ngày mai là khách du lịch kéo vào vùng không đủ cung cấp mà có đâu mà bán rẻ. Phải đúng giá cho nên. Cái này phải từ 1 triệu có chứ, từ 800, cái này từ 800. Đó hồi nãy cái đoàn này hỏi nè, tôi nói ngày mai là phải từ 800 độ lên. Dạ, tại bữa nay là mình xuất hành cho lẻ làng. Đúng. Nhưng mà tôi thấy cái con đoàn tôi năm nào cũng ghé đây là khai trương là bảo đảm được không? Không, tại nước bây giờ nó sâu lên tới đây đó, nó chín luôn mẹ, có dần rồi. Mua xong là mấy em đóng cửa đi chơi, bán lấy nghề. Em cũng bán chút xíu rồi cho cháu nó đi chơi, cho nó làm nó bán từ ngày. Nói chung là quanh năm suốt tháng là mùng 1 lấy nghề thôi, đúng không? Sáng em cũng quét cả, em vừa mở cửa con kia vô không có hàng. Vậy được rồi, em mừng á. Đó, nãy đưa hình con thấy không, năm rồi đứng xe màu xanh, tôi đâu có năm đầu năm mà mình nói đâu có chứ không phải. Nó trước hai bà đây đó quá. Nhiều. Bây giờ ba cái tiệm mới xanh nó ra, nó dập bánh trời. Mấy cái tiệm mới xanh nó quan trọng không? Ủa một nồi hết 30 con không? Hết luôn chứ sao? Không, đủ 30 con nha, chắc nó phải 30 người. Hình như nãy có tặng con là 31. Có không? Có, dạ. Tặng nào tặng nổi. Căn phí tính tiền mà tặng con. Căn phí tính tiền nào? Tôi tặng thêm. Thêm con nhưng mà chưa căng. Quên nữa. Phải nói đúng rồi. Tặng thêm con mà chưa căng. Trời ơi, còn thiếu không? Không mấy con nữa. Con nhỏ lát con bự bù cho cái càng. Con nhỏ 2 con. Tao chủ yếu là ăn nhậu bia bọt được chứ còn nhỏ. Không, em đâu có ăn nhiều, em ăn có con bự thôi à. Tao ăn nhiều đó. Có con bự nãy em chỉ tên nó mất tiêu rồi. Con ta ăn quay thì là không tiện cho nó. Rồi xó hết. Nè cầu có mây nha các bạn. Tới Vũng Tàu rồi. Đúng rồi, đẹp quá. Rồi đây cái nó dướng cái này rồi. Rồi dạ. Cầu Cỏ Mai này phải xuống đi bộ rồi là cảm giác mình đi ăn cũng mạnh. Cầu Cỏ Mai này là hồi năm 75 ở 76 77 là đi đây là căng lắm á. Rồi cho một cơm mà căng lắm giấy nè. Mà phải có giấy tờ đầy đủ. Vậy là lúc em ra làm ngoài phường là còn đó nha. Là sợ đi vượt biên. Có người giấy này là Tết là mấy bà đi du lịch đó là vô phường ký hết. Vượt xã, nó xã được rồi. Vô là xin ký. Trạm cầu có mây là khó nhất. Bây giờ cầu có mây là bình thường, mà mấy trạm khác mới là khó. Đó cái này là đọc cái giấy đó là bác có bỏ tiếp rồi. Có đi. À, có rồi chứ không phải gì cây. Đó thôi. Đó nhá. Smith. Cầu có mây. Bảo 16 cây nữa. Đây cầu có mây nha các bạn. Quá đẹp luôn. Tới cầu có mây là kể như là tới biển rồi đó. Nghe mùa mắm ruốc rồi nè. Chiều về có ghé mua khô thôi, chiều không chị Bảy? Có ghé
bà rẻ mua khô. Không bà không. Sữa. Chị ghé bún riêu rồi ghé bò sữa vậy đó. Tôi mà đi mà không ghé bò sữa là tôi vô tiểu à. Dạ. Khách mà nói không ghé bò sữa tôi lưỡi vô bò sữa tôi đi tiểu cái gì vậy? Ồ, đi bốn chỗ vô bò sữa không được có con mèo. À. Vô cái tay lì xì. Ủa bởi vậy tôi mới nói tôi đi tiểu ghé bò sữa. Ông này ông đâu có hỏi ai đâu, ông quẹt vô à. Không có năm mà sao mà nói mệt quá rồi về luôn.